kênh Hai Đăng xin kính chào quý khách, chào các anh chị và các bạn, những anh em yêu mến dòng xe cơ giới. Thì Hai Đăng chuyên giới thiệu về các dòng xe cơ giới, thì mời các anh chị và các bạn quý khách cùng các anh em hãy tham khảo và ủng hộ kênh để biết nhiều về các dòng xe cơ giới. Hai Đăng xin kính chúc các anh chị và các bạn, các anh em sức khỏe dồi dào và có một cuộc tham khảo đầy ý nghĩa. Ôi, xin chào anh em, chào bà con cô bác nha. Hôm nay là có con mini xinh xinh nè, màu xanh dễ thương quá. Màu xanh này cũng nhờ cái anh thợ sơn này, anh tô điếm hay nè. Đây là mini nha anh em, mini nè. IS 14 BX nha. Em này thì đang mang xích sắt nè. Thì chiều rộng của xích thì nó là 1 mét đúng nha. Xích nó là 1 mét đúng nha. Con này chân không có thục thò, chân chết nha, 1 mét nha. Thì em nó đang mang cái màu xanh xanh dễ thương, thì cũng nói chung là dinh của nó thì cái màu nó cũng cũ kỹ quá, cho nên mới tút lại cái màu sơn cho nó mới mẻ. Rồi tất cả là bơm bận máy móc là còn thủy ok hết nha, không ai đụng tới máy móc bơm bận ok hết, bảo đảm luôn. Thì con này là bao xài bao test luôn. Đây là tay lái thủy rồi nha.
tay lái thủy, tay lái trước rồi chứ không phải là cơ nha. Đó, tay thủy nha, ok chưa? Nhìn dáng em nó là thấy nó dễ thương rồi. Xinh xinh đẹp đẹp lung linh nha. Tì được ha, tì nâng, tì am, tì gào là ok, không trầy, không xước, đẹp bé nha. À, tì am này bóng loáng đẹp trai luôn, tất cả ắc ắc bộ ắc là còn ắc dinh hết luôn nha. Ắc gạo đồ là dinh, gạo là gạo dinh của em nó luôn nha. À, này tì lam nè, ok chưa, lam là cũng nguyên dạng đẹp luôn. Quay to quay riết gầm riết là đẹp đẽ luôn. Rất là xinh xắn. Đây nha anh em. IS nè. IS14BX3 nè. Đẹp lắm. Để quay cái máy cho coi nè. Đây. Máy là máy Isuzu 3 máy nha. Đó, xin em nó nhỏ 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 nhưng mà Isuzu 3 máy đàng hoàng. Khỏi phải chê luôn. Máy móc thì máy bao đổ hơi nha. Đó, bao anh em luôn. Phần thi lực cái loại máy rồi bao luôn. Dám bao kê cho anh em luôn. Thì một chút xíu nữa mình sẽ nổ cái máy lên cho anh em nghe và test các động tác của em này cho anh em coi luôn nha. À, gầm riết quay to nè. Đùi riết là quá đẹp ha. Khô ráo hoàn toàn hết luôn nha. Nói chung em này thì giá cũng được thôi. Thì cũng xin nói cái giá luôn. Thì em này là 130 triệu nha. Thì anh em nào có quyền trả giá, cứ trả giá vô tư, cảm thấy hợp thì gả em nó thôi. Còn giá khởi điểm là cứ 130 triệu. Thì anh em nào cứ thích thì cứ trả giá, ừ cảm thấy hợp là đẩy. Bây giờ mình sẽ nổ cái máy cho anh em nghe đầu test luôn nha, ha. Quay nổ luôn, không cần phải giấu giếm tắt này đó. Bao đâm luôn ha. Đề phát một là nổ luôn. Nó y ạch y ạch nữa. Đó, máy là đề phát một là nổ luôn, không có y ạch y ạch gì hết. Được rồi. Máy gàng thì nổ in ru. Đó, gà lên là không khói không khiếc nha. Bao đám là không có đổ hơi, không có khói hết. Đó,
lớn ra nhỏ gì cũng chẳng phối ha. Rồi test cho anh em coi luôn nha. Bao đâm bao test luôn. Rồi để tìm chỗ ra cái máy test cho anh em coi luôn. Đó. Nổ gà lớn luôn, ok luôn, không khói chiếc nè. Bao đâm luôn, bao mét máy bơm bao luôn. Hơi ham, khói chiếc nữa.